với Lệ Quyên sẽ hát một bài hát của nhạc sĩ Lam Phương. Xin gửi đến quý vị Tình Bơ Vơ ngay sau đây. Mời quý vị cùng nghe. Ok. Trong mộng
thường. Cảm ơn quý vị và xin một chúng ta thật là lớn nữa cho Lê Quyên. Cảm ơn em trai rất nhiều. Phần 2 trở lại nhé, có mang CD không? Đã làm bán với chị. Ok. Hôm nay